ngày mới tính chúc các bạn ngày mới buổi tối vui vẻ nha. Bữa nay tính với vợ tính đi soi đêm nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ và cho một lượt đăng ký, một lượt sẻ các bạn. Giờ tính với vợ tính đi soi đêm nha các bạn. Trời hơi tối nha các bạn, có gì đừng có giờ đi coi đêm kiếm bắt coi có cá không, cá lên nè. Đấy rồi sao phải ra cá lên nè. Rồi mình đi soi đêm coi có ớt không, con nhái ở đây ha, con vàng. Thấy ớt ha, không có con gì trên đó, cà phê nè, gỗ nè. Ủa cái nhóc con em ơi, chặn cái chỗ đó đi nè, lấy bao nè, bao nè đưa đây. Sao bà cái gì bà cũng đưa đây hết vậy? Còn lấy gỗ tôi nè. Chặn chỗ đó lại để tôi. Ồ bà ổ tôi gì bắt ta. Nè. Còn lại bỏ này chưa. Nè. Bắt nó hết đi rồi tính nó. Rồi lấy gỗ rồi quất. Rồi định cho nó. Bây giờ bắt cá úp xuống nè, nè úp úp nè, đây nè, đi nào. Dở quá dở ơi, ngoài nè úp úp mạnh vô rồi lấy tay lòn xuống dưới, lòn dưới đất á. Được không? Không. Kìa nó kìa. Có 20 cá luôn. Kìa kìa kìa, ngay chỗ chân kìa. Nè, ngay chỗ bóng đèn bự nè. Chụp ngay chỗ bóng đèn của anh á. Rồi, rồi xuống dưới. Nó có cần nhôm. 20 cá luôn rồi. Ồ, cá quá các bạn ơi. Đó, đừng con các bạn. Dễ lên ơi. Ừ, con cá nữa các bạn. Ở ngay cái đèn của anh nè. Nè, cắt đèn của bạn đi. Ừ, ừ, nó sọc chặt rồi. Còn giờ thứ rồi đẩy đẩy cho nó lại em. Để đó rồi gồm chính đó còn có em nè. Ừ, chắc đi chỉ ra đó đó, thấy không? Nó kìa cá quá trời nè các bạn ơi, cá quá trời nè. À, chờ tới ủng mất mạnh con bự. Ừ chắc luôn, đẩy lên. Ồ, cả hai con các bạn ơi. Cà phê. Ồ, ngon quá các bạn ơi. À, kìa, con ở trên tay của em rồi. Có luôn. Em có bao chai vậy bắt. Quá trời cá lên các bạn ơi. Mưa. Đẩy lên đi. Quyển luyện cái đít lên. Ồ, kìa. Ồ, hai các bạn ơi. Ồ, nhảy. Ủa, cá. Ủa, cá. Ủa, cá. Ủa, cá. Ủa, cá.
thả nó lên nha các bạn nha. Ồ nó đầm. Rồi quên lấy đâu. Còn cả. Còn cả. Quay lại đi. Quay lại đi, mò đây nè. Mò ơi, cái tay mò ơi. Con nhếp nhĩa bắt nè. Con nồm ngon quá trời luôn. Dính không? Thảy lên. Con cá các bạn. Con cá nè các bạn. Ngon lành luôn các bạn. Nó quần quần ngay á. Cho nó lên nó đi. Gỗ luôn. Mình chơi gỗ luôn các bạn. Không có nồm. Bắt tiên. Bây giờ mình để cho vợ mình mò luôn. Ồ, cái gì? Còn mò bằng tay không sao. Cặp cặp á, mò nó mò úp á, hay mò bụp bụp cái kiểu đó. Thì nó bám như cái. Ồ, thì nó quay lại rồi em ơi. Hồi lại đến chỗ đó. Nó quay lại rồi. Ồ, một cá quá trời. Để đi, để hồi tôi đi. Cá nhỏ mà có khi nó lớn quá. Đây nè, chụp. Chụp nó các bạn, cá dưới rồi mà. Đó, rồi tay vô. Con các bạn. Ngon lạnh quá. Nãy đạp một con chạy đâu rồi. Đi đục nước rồi. Đục nước khó bắt không các bạn. Đi từ từ á. Nè, nè chụm con này. Nè cá các bạn. Thấy không? Đó. Chứ rồi mua cái bao tay chè cái mất cái không? Mất cái tay vậy. Đó, cái cá rồi. Rồi. Cái mèo luôn. Hình như ở trên đầu hồi nãy có cá nữa. Trời nãy nó tông tông quay lại bắt. Trên đầu hồi mình tính. Bộ. Ủa không trời. Cái đó cái gì? Con rùa. Con rùa bắt tôi té. Ồ không có con ôm. Tôi có con ôm ngon vô chân cái gì. Trời ơi. Cá từ từ chụp miếng cá lớn đi, miếng cá bé bé mình chụp. Đây có một con nó bé tháo qua chợ có mà đi đụng nước á. Cá nhỏ mà nó chốt mà nè, nó có cá rô nè các bạn, cá rô nè các bạn, nhìn thấy không? Đó nó nằm đó nha các bạn, chụp đầy mạnh xuống được không? Được. Cá rô đúng không? Đúng rồi. Cá rô các bạn, cái gì chốt hả? Đi từ từ á. Ồ, cá chốt các bạn ơi, cá chốt. Quá trời cá chốt luôn. Nãy tôi bị đâm cái gì. Giờ tự đi. Bắt con nhỏ này nè. Ừ, nó chạy. Nhưng mình bắt con. Cá chốt bắt đàng hoàng á. Cá chạy nha các bạn. Ừ, nó nè, chốt nè. Nó kìa. Cá chốt lắm này nè. Quá trời cá này nè nè, chốt. Ồ, cái chốt chơi không được không bà thấy. Chốt nó đầm đào luôn á. Chốt nó lên. Nè nè nè. Nè chỗ cái... Chốt nó lên. Ồ, đi kẻ đi. Chốt đầm nhức chốt á. Ồ, có chơi rồi. Ồ, có cá chơi, có cá chơi, có cá chơi. Nè, cá lắc gì nữa.
nó coi vậy nè, từ ốc quá trời các bạn ơi. Và mình bây giờ mê cá rồi, quá chục cá luôn rồi, hai vợ chồng bắt điên vậy. Ở dùng ta ếch gọi thấy nhóc, dùng người gọi ếch thấy không thấy hấp dẫn gì vậy. Để nó gì đó. Đây nè. Từ từ. Để tôi gọi ra. Ở từ đây lên đó. Kìa kìa, nó chơi vô trong lỗ nè, lấy tay trùm đó. Chỗ này phải không? Lấy tay á. Tay. Tay. Không, không có gì. Đúng rồi, không có các bạn. Để đây ngồi đi, nó có lên trên đó mình đi bài đang có còn chưa chưa trong đó còn tí nữa à, mình che lại rồi mình lo gì đi. Đi. Con để con mình nhỏ nè chụp cũng đi vậy cho mấy cục cưng nó giòn đường dưới á, giòn nhẹ nhẹ được không? Được. Cái này mua cái nôn ngon quá trời. Trời ơi con. Nè đây con nè. Đây các bạn. Giờ chơi gỗ rồi, thầy đã chơi gỗ các bạn ơi. Đã dùng nhôm nữa. Con nè. Các bạn. Bây giờ mình chơi chụp luôn. Nó ra luôn rồi anh ơi. Thật thằng đi. Con nhỏ. Ok. Em không nói nhiều. Nên nó bự bự. Ừ. Đi lên đi tập cho nó cho nước nó trong nó bò nó chạy đi cho nó chạy đi ủa con nè đẹp thôi con gì cá gô đây nè nè cá gô các bạn nằm trong lỗ này nè cái lỗ rồi à cái lỗ trường câu nè nè ừ chụp ở đây rồi cái sạch lòn nhẹ nhẹ ở trong lỗ thấy không thấy chưa anh nói trong gỗ mà trong cái lỗ rồi trong cái lỗ vừa ấy cho nó phóng ra cái lỗ đây đây đâu đó dễ ăn dễ ăn nó nhảy nó tiêu các bạn ạ phù rồi mất tiêu một con cá gô con cá con bụi cá bá luôn nè cái chốt các bạn ơi bụi cá bá chốt bụi cá bá luôn rồi mình bắt con cá gô dễ bắt cá gô trong tay một tay đó các bạn tay liền quá các bạn ơi đây nè đây nè bạn không phải là tối là tối nó hơi mờ các bạn nè bắt cá nó ghiền quá đừng đi lên đó em đi lên đó đấy ờ của nó có trong cái chốt nhìn nó có thấy ngon nó bỏ đi em ơi cá nhỏ quá cá đêm cũng xếp được đừng có đạp lên đó đã nói rồi đi trên bờ không đi quá xuống nước quá ừ nhỏ nhỏ nhất có cua nè cua nhỏ xíu à tha cho nó đi nè các bạn cua nhỏ xíu các bạn tha cho nó đi em không nghĩ là em bắt được những cái chốt bụi như thế cái chốt lên cái này nó có cái nôm là chín thế ủa bày cái chốt kìa em các bạn coi bày cái chốt các bạn thôi thì sao bắt nhẹ 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 anh ơi con nó chích chết luôn á ủa ủa từ từ mình sao vậy chứ mà ủa nó ra hết hả vớt nó lên kéo nó lên bờ có chốt kìa đàng hoàng chết á cái chốt mà
chốt đó các bạn. Chết rồi. Nhờ bà có bao tay. Trời trời. Quá trời. Nãy tao phi nãy ngon quá trời. Mập mập không? Cái đồ bên kia nó có mùi nữa không? Nè nè nè. Còn cái gô nè. Nè cái gô nè các bạn. À. Bắt hai tay á. Chuyên gia bắt một tay. Không à. Ủa nè có chơi vô. Con đã có rồi. Ủa, ít kêu quá các bạn. Chờ từ từ đó nha. Nó hội á. Ít kêu các bạn, kêu bên đó các bạn. Ít kêu các bạn ơi. Mà nãy giờ thì mình chưa thấy ít luôn á. Nó cũng kêu quá trời à. Cái vô nó đi xa lắm. Copy nó còn ở vòng vòng. Sao? Nè, ủ. Từ từ. Ủ. Dọn lên dưới. Cái vô các bạn. Được không? Ủ, cái vô này. Ủa ngon lành các bạn ơi. Ủa giờ mình tính cho vợ mình thi xả luôn. Đây nè. Ủa con có gô các bạn ơi. Từ từ từ. Ủa kiếm nữa đòn đường dưới nhẹ nhẹ. Đòn nhẹ nhẹ. Nhờ thiết kế này bắt không đỡ. Nãy quên lấy gỗ bự. Ủa quá trời, từ từ đi, từ từ tôi đang hút sao không dính nó nổi đâu. Nè nè, có cô nè. Ồ để quay. Ủa. Ủa. Từ từ, từ từ kể. Từ từ còn á. Đi từ từ nó động á. Nè ha. Nói rồi các bạn. Chừng nó xì bên đây á, chặn tay nó. Dính không? Sao đít nè? Không biết. Ủa nó lòn sao đít rồi. Mò mò dừng nữa coi. Đâu có kêu uổng quá trời luôn. Có đâu, nó đâu đó đó. Nãy nghe tịch tịch bên đó mà ta. Cái gô ngon lành. Còn cái chốt nè. Bọt cái à, chụp nó. Nè. Chụp nó kiểu đó không được đâu. Thấy không? Đây nè. Cái gô nó đi đâu các bạn. Để bắt được cái chốt rồi bạn. Cái chốt này các bạn. Cái gô ngon quá trời. Để nó đi, ngồi quay lại. Bây giờ bắt nó không được đâu. Vợ đi từ từ đi. Vàng vợ không có sáng. Ủa cá chốt kìa. Quang lại chú ơi. Cá lên quá trời. Từ từ đi vợ bên đây cái. Ủa cá chốt rồi nha. Từ từ. Nằm trước mặt bà. Nè, nè cái chốt bạn nha các bạn. Cho các bạn coi nè. Đó không, nó nằm đó các bạn. Chụp, chụp. Nhấn nhẹ nhẹ. Rồi, thụ luôn. Thụ luôn các bạn ơi, nó lại đây nè. Dính con. Anh đây có hay sao chụp cho anh Dương? Cái chốt nó đâm đó các bạn. Đâm nó giác, bây giờ đùi dính. Biển dít rồi các bạn ơi. Nè cái chốt này các bạn. Đây con nè. Đừng bắt được các bạn kia. Nó đi nè các bạn. Ồ, con trứng, có trứng vịt nữa các bạn. Nè, bệnh luôn. Vịt nữa các bạn.
con. Ngày chủ nhật các bạn. Sao vô nãy đúng không? Sao vô mùa các bạn. Nó đầm đào qua các bạn ạ. Còn cặp nó này cũng có nữa. Nó lên, nó cứ vô nó lên á. Đúng rồi, nó vô nó lên từ từ. Bự không? Đi kìa. Rồi, hả? Để đi chứ. Từ từ. Rồi bị trứng dịch các bạn. Bữa nay hai vợ chồng đi sau đêm luôn rồi. Cái gô vậy mọi hai tay á cá các bạn nè, cho các bạn xem nè, nó mới đầm cái mắt đó này nè. Ừ, chụp nhẹ nhẹ, nhắn nhẹ nhẹ cái đầu thôi, thấy không? Bắt cái gô á, cái gô á chạy qua bạn nè. Cái này chắc lấy bao tay thần kỳ mới bắt được các bạn ơi. Cái chốt không luôn á. Chốt bự mập mập á. Ồ, có rút mập mập không? Rồi để coi bên đó coi. Ủa, cái bút cái chốt thấy ghiền luôn. Cái này không biết cách nào. Sau đêm luôn các bạn ơi. Đi từ từ á. Nè con này các bạn. Chốt rồi. Nhấn hai tay, nhấn từ trên, nhấn xuống, nhấn từ từ thôi. Em nhấn mạnh quá nó đi á. Mất tiêu phải không? Nè nè. Nè đây nè. Nè cái chỗ đèn tôi nè. Nè nè nè. Lựa đó. Cái trời nhé. Ta chụp. Thì mới chụp mạnh kiểu đó. Ta ta ấy nước này. Dạ má ơi. Đâm à? Ủa, từ từ nó đâm á. Trúng không? Trúng á. Nhức chết luôn á. Đâm nhẹ nhẹ. Đừng có chập cái đầu ghê á. Nhức lắm. Nhức ngồi hết à? Thầy tôi coi ếch nó nằm đâu mà nó kêu dữ vậy trời. Coi đó, nhìn nó vậy nó coi. Coi rồi, không có. Ta gù lùm ghê luôn các bạn ơi. Đây này nè. Hả? Cái nhỏ xíu à. Phải cái gù. Gù mẹ phải cái gù các bạn. Phải từ từ ở đây nè. Nè nè nè. Còn các bạn. Nè, cái chốt nè. Nhẹ nhẹ, nhắn nhẹ nhẹ thôi, nhắn nhẹ nhẹ nước ờ đúng rồi. Đó, từ từ nhẹ, cái chừng bắt chưa cái trạng. Phải chấn cái đầu một cái hả, nó bắt. Ừ. Để thôi nó chích. Còn còn ha. Dạ. Nào. Nằm. Chấn nhẹ nhẹ thôi. Đó, đúng rồi. Bắt nhẹ lắm. Nhẹ mà cũng nhiều cũng nhẹ quá đây thôi nó. Chích mình đó. Đi từ từ khoan đây để. Tôi gọi ra. Con này không phải. Cái chốt này nhiều quá. Nè 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 nè, cái chốt nè các bạn. Quá trời cái chốt nè. Nhắn nhẹ nhẹ thôi. Đó, đúng rồi. Đó, nhắn nhẹ hai tay. Nhắn xuống. Ừ. Rồi coi lên kia. Cái này cái xôi. Nha. Đi từ từ đi em. Cho cái gì lẻo không thấy cá. Cá qua trời được không? Cá lên thấy những miếng miếng nó ngủ con cái gô nè. Từ 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 từ. Để coi bên này coi. Nè. Rồi nó trốn rồi. Mới thấy ảnh liền ảnh. Nước sâu liền chạy theo dòng nước rồi. Nè nè nè, nó vô các bạn, nó vô nè các bạn, đó, đó, chụp
Ừ, chụp sớm. Đoạn tay vô em. Được không? Đoạn nó kìa. Nó chạy ra ngoài, từ cho nó vô góc đó. Rồi, chụp. Kè dính rồi đó. Nhấn nó xuống sình luôn. Nhấn cho nó sâu vô. Chạy ra. Thấy không? Nó dưới đó đó. Thế nào? Được không? Rửa tay gì rửa các bạn. Bạn rửa quá nó. Nó giỡn sống luôn nè. Đi ra đi ra đi ra. Cái vô mì rất cực quan. Bữa nay chắc không về luôn á. Hết nút thôi hết trơn. Không biết kêu nãy giờ nhóc. Cá gô nó cá gô càng bự nó càng lên sâu. Cô đồng nó bự không? Ừ, cái cua cô đồng nó nhỏ nhỏ. Đây gì đây? Bự không? Dễ bắt tôi cá chặt. Hết nó kêu quá các bạn mà nó không có nằm ở đâu tính dịch không các bạn ơi để bỏ ốc cua vàng quá trời các bạn cua vàng bự không nhưng mà mình bữa nay mình mê cá rồi mê cá rồi. Nãy ếch nó kêu quá trời luôn nhỉ, khúc nào. Thế lẽ ếch nó nằm bờ chứ. Không, con nó con mùa ấy. Nó lớn lắm á, nó kêu lớn lắm, nhỏ mà có vỏ. Ếch quá trời các bạn, nó kêu còn xa hả? Đi 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 chút đi. Ủa, nhấn nhẹ nhẹ ở trên xuống. Nó con. Nhấn từ từ á, nó đâm á. Ủa, nó chạy con bự. Hai con luôn rồi. Lên đây hết rồi, lên đây hết rồi. Chạy lên đó hết rồi. Chạy đâm đau nhỉ. Bắt cá chốt cẩn thận các bạn ơi, nó đâm má như con gà luôn. Cái gì với cá chốt rồi thua rồi. Chúng dịch bị hư cái gì nè. Ờ hư rồi các bạn, chúng dịch hư rồi. Chạy đâu mất tiêu mà. Cái này xong chắc nè. Ừ, đằng sau không có ớt ra dễ em gọi cái ớt á. Ủ cá ủ nhóc luôn các bạn ơi. Ủ cá làng á. Nó không ra hết á. Cái vợ nghe đây 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 cá gô á. Đây nè nhắn nhẹ lên nè con. Nè nè các bạn con cá. Ừ. Nó đi nguyên bầy luôn các bạn. Nó rủ nhau đi nè. Nó nguyên bầy luôn các bạn. Ui vô. Không, úp úp. Úp lên. Chọc cá từ từ á. Ui vô. Chút quá. Nó ra hết rồi. Ra hết đâu. Cái chốt khó bắt nhất. Ủa cái chốt bự nha. Bắt con bự các bạn. Nhảy. Không dám bắt nó luôn.
Cái nó chích. Ở dưới đó mò hai tay á, hai tay nó bắt cái chết nhắn trứng á. Đó các bạn. Ừ. Kéo lên luôn. Vũ phải dùng cách đó mới được. Cái miếng gôm con gù nhắn xuống một con thôi, sai hai con bắt được không? Sai hai con các bạn. Dạ tôi là siêu đồng. Đây nó đây nằm trong hang nè, nó lỗ của anh vợ nè, chụp nè cái đèn nè, nhờ đây nè chuyện dễ bắt nó đâu. Nó ở đây nè, nằm trong cái gôm đó, gôm mới cách dễ bắt. Rồi, đi luôn rồi các bạn ơi. Đó. Nè, đây nè. Cái đèn của anh nè. Nè. Đánh xuống. Chốt quá trời. Có lưới xúc gì. Rồi, chạy qua đây nè các bạn. Đây nè. Ủa, nguyên bậy. Đấy, cho nó vô. Đó, đi rồi. Nè, nằm trong đây nè. Đó đó, đó đó. Gì? Trời ơi, cái chút nó ngon không các bạn ơi. Ngon mà khó ăn quá. Ủa, nó chạy chạy, bỏ. Bỏ đi em ơi. Chút có nhai. Được không? Cái đam mau hả? Hai tay hai con vừa thì để tôi cũng chụp vừa nó đó, đó này rất bao tay kia nó dọn đâu con kiếm cá nhóc luôn. Cái chân đạp cho nó là một bài con con nè, nè cái đèn qua nè. Ờ chụp nữa được không? Được không? Được. Được, còn cái nữa. Còn không biết đâu nhìn nữa. Rồi bỏ con đi. Nó có độc quá các bạn. Nè, đây nè. Đây nè. Ừ. Nằm dưới chỗ thở nè. Ở chừng cái gô á. Ừ, nhấn xuống. Đúng không? Cái gô đúng không? Có con gì đó. Có đâu ta thấy có cái con gì đó đâu ta nhìn lộ đây nè tiếp đi. Cái vợ nó làm gì đó. Đó con thơm chứ mạnh. Ủa trời trời. Đây nè. Cá khô nó có bự nó. Vô đây gì vậy nè. Rồi nè đây nè. Nằm dưới này nè. Chỗ bóng đèn của anh á. Nhức nhiều quá các bạn ơi. Đúng không? Chạy mất tiêu rồi. Chạy mất kéo rồi các bạn.
thấy ớt gì trên trời. Cá không à? Cái sặc. Đây đây. Đây các bạn. Bắt hai tay nhắn từ từ. Ồ, người vợ chạy rồi, làm sao rồi? Bỏ. Khó bắt luôn các bạn. Phải dễ chụp nó. Ủa, nó đi nguyên bậy luôn các bạn. Cái này có cái xúc quá ha. Ăn vô nó được đâu. Khuôn á. À. Nhấn nhẹ nhẹ. Nè nè. Chìm nhẹ thôi. Nó chìm mạnh nữa là nó thụ. Mạnh quá. Bắt chìm cái đất luôn á. Bây giờ đấu tranh với cá chốt. Nè nè. Nó nằm góc quá các bạn. Nằm trong đó. À. Đừng không đặt nè kìa. Nó đây, nó giơ tay kìa. Nó ngay chỗ giò này nè nè. Nó cắn cắn nó. Đừng có làm mạnh nó đi. Lìa các bạn. Từ từ nữa. Có thủng đâu hết trơn. Một ổ luôn các bạn ơi, một ổ. Đuổi làm gì? Của con này dẫn con á. Bắt con bự nè. Bỏ con nhỏ đây, quất con bự. Từ từ đều đó. Để mình bắt con bự cho các bạn nè. Mình phái hàng to. Bắt con cúp cho các bạn xem. Bự ha, cá chốt nó bự như vậy nè. Ủa ngon. Không. Đây có chốt rồi. Cái chạy hướng này. Nó chạy các bạn. À. Nó đi về âm lăng xúc nó. Giống con. Nó cho tay, nó dễ. Đó. Nó cái cho tay em á. Từ từ. Cái gì nữa các bạn? Mình chụp. Mình không dám đụng nó nữa đó. Tại vì nó đâm đau các bạn. Đụng nó xịt mình miệng. Mình cũng sợ nó. Nó là đại ca đó. Đi đâu rồi lộn gì? Chỗ nào có cá thì cứ đi đi. Hả? Ủa nó chạy. Đó. Từ từ. Kiếm mấy con ếch rồi. Sao nó kêu quá trời mà. Ủa, không chụp đi. Nhấn nhẹ nhẹ. Ủa, nó ngầm một cống luôn các bạn. Bắt được con á. Con bự nhất. Ừ, con bự nhất. Mấy con nhỏ chạy trước. Chạy á. Mình kiếm con bự trước ra. Khói con bự rồi các bạn. Mấy con nhôm á ha. Mấy con nhôm mà. Nó kẻ đi, nhỏ xíu à. Quá trời. Đi theo bầy á các bạn, có chút. Vậy nên mình giờ tính bắt mê quá à. Nè chạy đây nè. Thấy không? Nè nằm đây nè. Nó chỗ đèn, đèn của anh nè. Nè. Đèn anh gọi nè đó. Thấy cái đèn của anh gọi không? Trời ơi, cái đèn nằm đây gọi đây đã bắt đó. Không được. Bạn nhìn đèn có nước nhiều quá trời có chứ mà nước nhiều quá chụp không có được. Nè ha chạy nè ha. Nè nó chạy u đâu đâu không có nè trước mặt mặt trước mặt nè. Dễ ăn nó luôn. Dễ ăn nó nè. Nước nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá bắt nó. Khó chấn. Đây đó.
trắng trắng trắng. Nè nè, con lấy bụi nè. Nè, bụi quá. Đó, tránh nhẹ đó. Nè, đây nè. Đó. Cây gỗ xúc nó đen cái tay em nè. Ủa, chạy đâu rồi? Khuôn nó chạy rồi. Chạy. Hai bên bị soi đó. Hai bên bị soi đó. Có cano mà có cái lô thì dễ bắt đúng không? Nãy giờ mình đi mà mình không thấy con ếch nào luôn. Không được đâu, dưới này sâu lắm. Này sâu lắm các bạn. Có con ôm á. Chứ ở đây nó sâu. Cạn cạn còn bắt được. Tính với giờ tính đi soi nãy giờ thì sâu quá. Có bao nhiêu là đổ đây em. Đã bao nhiêu các bạn. Đó, thấy không ngon các bạn. Quá trời luôn nè. Cóc luôn nè các bạn. Cóc bỏ cái vỏ lại đi em. Nó cá nha, cua nữa. Nói chung kẹp. Đó, tính như vậy tính bắt được nhiêu cá các bạn. Đó. Quá trời cá luôn nè. Nguyên nguyên đêm đi soi các bạn. Đó. Chốt cái gì cũng có. Cá ngon ngon cá lóc nha các bạn. Con cá lóc. Cá lóc nữa nè. Đó, thấy không? Ngon. Cá chốt của bự không các bạn ha. Cá quốc ngon ngon không á. Cua đồng nè. Thì bự cá chốt rồi. Cá gô, cá gô mì. Quá trời. Vậy Tuấn xin kết thúc video tại đây nha. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Tuấn nha. Tuấn xin hết ạ.